tên là Mạnh Hiền Phúc. Hiện nay mình đang là giáo viên trường trung học phổ thông thành phố Sóc Trăng. Mình muốn đi du học Mỹ, học lớp Master. Ban đầu thì mình rất ngại khi mà đi phỏng vấn như vậy. Thì ban đầu thì khi vào lãnh sự thì chúng ta nên vào trước 10 tới 15 phút. Sau đó thì chúng ta theo sự hướng dẫn của lãnh sự đi vào và in dấu vân tay. Sau đó thì chúng ta sẽ sắp hàng theo trật tự. Và khi nhìn trên cái hàng mà sắp hàng theo trật tự đó thì chúng ta sẽ thấy 6 cái phòng phỏng vấn của những đại sứ quán tại Việt Nam. Đi vào thì mình sẽ tạo cái thiện cảm với người phỏng vấn bằng cách là chúng ta sẽ chào một cái lời chào, ví dụ như Good Morning Sir, làm những cái động tác tạo cái vẻ thân thiện với lãnh sự quán. Và khi trả lời thì phải tạo cái tầm cảm giác tự tin. Và lưu ý là phải trả lời thì lãnh sự quán cũng để ý tới cái phần nói tiếng Anh của mình. Nếu mà cái khả năng nói tiếng Anh của mình tốt hơn thì lãnh sự quán sẽ có thiện cảm hơn với mình. Qua Mỹ mình sẽ học bên giáo dục, lãnh đạo giáo dục. Bởi vì mình nhận thấy là sau những cái năm giảng dạy của mình á, thì cái kiến thức của mình chưa có đủ để mà có thể là mở cái trung tâm tiếng Anh hay là làm công tác lãnh đạo. Và cái lương của mình thì rất là thấp. Do đó mình muốn vượt qua những cái khó khăn đó và mình muốn trở thành một cái người lãnh đạo, hay là sẽ có một cái lương cao hơn, một cái vị trí tốt hơn. Do đó mình quyết định đi du học Mỹ. Ở Tân Đại Dương thì mình được tư vấn viên là Lê Ngọc hướng dẫn cho mình làm hồ sơ. Ban đầu thì mình rất là băn khoăn, là tại vì mình đã lớn tuổi rồi, mình 35 tuổi rồi, mà cái khả năng mà muốn đi du học thì ở lứa tuổi nhỏ hơn thì mới khả quan hơn. Do đó mình nhận thấy là nếu mà ở cái lứa tuổi này thì cần phải trả lời như thế nào để có thể thuyết phục lãnh sự quán Mỹ. Riêng mình thì mình có cái lời khuyên dành cho các bạn tư vấn sau đó là các bạn nên mạnh dạn, tự tin và tạo thiện cảm với lãnh sự quán Mỹ. Khi phỏng vấn thì chúng ta nên có một ít vốn tiếng Anh để có thể thuyết phục lãnh sự quán là mình có khả năng đi du học. Cuối cùng thì muốn chúc các bạn sau phỏng vấn thì sẽ có được kết quả tốt đẹp.